Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Video ngày hôm nay sẽ lại là một video về Xiaomi. Mình sắp chuyển thành coi Xiaomi rồi, không phải là coi đây đâu. Thì mình review rất nhiều đồ Xiaomi. Và hôm nay món đồ Xiaomi mình muốn review đó là cái vali Xiaomi. Cái đồ vali Xiaomi này thì mình đã mua một cái trước đây rồi. Cái này là cái thứ hai. Và cái cũ của mình thì mình dùng rất là ok. Nên là mình mua thêm một cái nữa để dùng, vì có một cái nữa nhà mình nó bị gãy chân, tại vì mình đi hay đường đá được biết, mình không nhấc lên, mình toàn kéo lên luôn ấy, thế là nó gãy mất chân. Cái này thì mình đi du lịch được một lần, còn cái vali Xiaomi cũ của mình đây thì nó đã đi với mình chắc rất nhiều chuyến rồi thì nó vẫn dùng ok. Thì mình hy vọng là con này mình mới mua và nó còn đắt hơn cái con cũ của mình thì nó cũng sẽ ok. Và sau một lần đi chơi thì con này nó có ok hay không, nó có đáng tiền hay không, nó có doanh nhân hay không, hay là nó có vấn đề gì không? Mọi người hãy cùng theo dõi hết video nhé. Ok, bắt đầu thôi. Nhưng mà video thì mình sẽ bắt đầu với phần thiết kế của vali này trước nhé. Vali này thì nó không có khác biệt nhiều với những vali khác, nhưng mà nó có một cái đặc biệt hơn, đó là nó có một cái ngăn đằng trước như này. Thì cái ngăn đằng trước này ở mặt nó phân biệt với cái chỗ phần nhựa ở bên cạnh này, là nó làm bọc bằng một lớp vải. Cái lớp vải này nhìn khá là gọi là doanh nhân đấy, nói chung là khá gì nhỉ? Nhìn là khá là sang, nên là chính vì thế mà cái vali này gọi là vali doanh nhân, chứ còn những cái phần khác mình không thấy doanh nhân chỗ nào cả. Chỉ có cái phần này thôi. Phần này thì cái ngăn ngoài này cũng được có khóa luôn, có khóa chuẩn luôn TSA. Thì mình mở cho mọi người xem nhé. Cái khóa này cầm rất là sướng và bấm rất là nhạy, không sợ, không phải là loại mà nó ẻo oạt đâu. Rất là khóa này rất là xịn. Và khi mở ra thì nó lại như này. Mở ra thì nó, đây mình quay cho mọi người xem nhé. Nó có một cái ngăn đựng iPad này, một ngăn đựng laptop để khi mà ra sân bay, ví dụ mình không phải vật ngửa cái vali ở sân bay. Mình rất nhiều lần mình lấy laptop này, mình lấy iPad này, hoặc là mình lấy một cái đồ gì đấy, thì bây giờ mình có một cái ngăn ngoài như này. Ngăn ngoài để hộ chiếu này, để ví tiền này, hoặc là để những cái đồ gì mà mình cần lấy nhanh thì mình sẽ để ở đây. Và mình chỉ việc là mình mở ra đây, hé ra này cũng được này. Nó có một cái nút ở đây, mình có thể đóng cài vào đây này. Thì khi mở ra nó chỉ hé hé thôi. Đó, khi mình mở ở chỗ này ra thì mình chỉ hé này là mình lấy được cái laptop ra, thì là mình lấy được đồ thôi. Rất là tiện. Cái ngăn này thì nó có ngăn cách với cả cái ngăn trong của vali bằng một cái lớp vải hơi mỏng. Nếu mà mở được cái ngăn này ra thì rạch cái lớp này ra hơi dễ, nhưng mà nói chung là thôi cũng tương đối, không đòi hỏi gì nhiều. Thì phần này là nó sẽ cách bằng một cái lớp, chắc là một lớp nhựa mỏng ở đây thôi. Nhỏ phần khớp này sẽ là một cái lớp vải, chung là khá là mong manh, ngăn với cả ngăn trong khá mong manh. Còn cái lớp ngoài này thì là được mình nghĩ là một lớp nhựa, xong là nó bọc vải ở ngoài, nên là sờ vào nó có định hình rất là cứng, không sợ bị kiểu như là bị cậy hay bị gì ở cái chỗ này đâu, rất là cứng. Cứng cáp và nhìn cái lớp vải đây nhìn xịn lắm, nó nhìn nó hơi có vân vải mà không biết có vải không nhỉ, hình như nhựa giả vải ấy, nhưng mà sờ rất là thích. Nói chung là cái chỗ phần thiết kế này là mình rất là ưng. Nó có những vạch ngăn ở đây nhìn khá là doanh nhân ấy. Nhưng bạn nào mà xem cái vali này ở trên web ấy, thì nó sẽ làm màu xanh navy đúng không? Thế nhưng mà khi mình lấy về ấy, thì cái màu xanh navy của nó cực kỳ ít, tức là nó nhạt lắm, nó thiên về màu xám nhiều hơn. Thực ra nó vẫn có xanh, nhưng mà nó không biết lên video thì nó có rõ màu được không, nhưng mà nó ngả về xám nhiều hơn. Mà cái màu này thì mình lại ưng hơn cái màu xanh navy. Lúc đầu mình đắn đo mãi cái vali này là vì mình không thích cái màu xanh navy ở trên web ấy, nhìn nó kiểu cứ màu nó cứ đậm đậm, mà ra đây thì nó lại thành cái màu xám xanh, tức là nó thiên về màu xám nhiều hơn. Mình thấy thích nhất là cái này là cái phần thiết kế vali ấy, chứ còn tính năng mình cũng chưa thấy có gì nổi bật lắm. Tiếp theo mình sẽ nói đến cái phần sau của cái này, thì là nó sẽ có một cái tay kéo ở đây. Tay kéo này thì mình sẽ nói ở sau, nhưng mà nó là một điểm trừ cái vali này, mình sẽ nói sau. Như vẫn giống như cái vali khác thì nó vẫn có một cái tay đây, tay sách ở đây, một tay sách ở đây, có hai tay sách. Phần khóa của cái này như cái vali trước của mình, giống vali trước, và nó rất là xịn, kéo rất là kiểu nó mượt đấy, nó không bị kiểu rít hay là lấy đâu. Nói chung là cái phần khóa của cái mấy cái vali Xiaomi mình đều thấy ưng cả. Đó, nghe sướng không? Mặt kéo nó nhá, mình cho mọi người xem. Kéo rất là thích này. Đó. Không phải vali mới nó mới như này đâu, vali Xiaomi cũ của mình dùng 2-3 năm. Thế 20 năm hay mấy năm nhỉ? Nói chung mình dùng mấy năm rồi, nó vẫn kéo rất là mượt.
cái phần khóa TSA này, phần khóa này thì là nó sẽ khóa cả hai một cụm, như nó khóa cả đằng trước, cả mặt trước này, khóa cả ngăn trước, cả ngăn trong này luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở cái ngăn trong này mọi người xem. Mình bật phát là ra luôn này. Đây, bật lại nhá. Nảy lắm. Đó, rất là xịn, khóa rất là xịn nhá. Cầm rất là mịn tay. Rất thích những cái đồ nào mà cầm mịn mịn tay như này. Và phần mặt trong thì nó sẽ có đây, có hai ngăn như thế này thì vali nào có rồi, nhưng mà nó không giống cái vali cũ của mình. Cái vali cũ của mình thì là nó có hai mặt này đều có nắp như này, thế nhưng vali này thì nó lại chỉ có một bên có nắp thôi, tức là bên này, bên mà có chân ấy thì là có nắp thôi, còn bên này thì là sẽ cùng cái khóa như này. Đây, khóa như này thì nó kẹp quần áo vào đây. Thì cái phần vải ở trong này cũng giống cái phần vải ở lót ở ngoài của cái nắp ấy, rất là sờ, rất là thích và nó cảm giác là xịn ấy. Và nó dai, nó cảm giác nó dai và bền chứ nó không kiểu lầm lầm đâu. Chung cái chất liệu của vali này mọi thứ mình đều thấy ok. Ở đây mình sẽ có một thêm một cái ngăn nữa đây này, cái ngăn nữa để đựng đồ kiểu kem đánh răng, bàn chải, đồ dùng cá nhân. Đó, mình dựng lại cho mọi người xem nhá, nó như thế này, màu ghi rất là nhẵn nhặn và lâu thành màu cháo lòng. Tiếp theo mình sẽ nói đến là gì nữa nhỉ, là cái chân của cái, là cái bánh xe của vali này. Bánh xe này thì nó là một cái mà mình rất ưng ở vali Xiaomi, nó rất là bon, mọi người thấy không, và nó êm lắm, quay nó rất là êm này, kéo rất là thích. Chúc mọi người mà kéo ở những cái nền nào mà nó mà hơi sắp sắp một tí thì sẽ thấy là nó không bị kiểu lắc nhiều đâu. Cái này nó rất ổn định, nó không lắc nhiều, mà kéo trên nền mà nó không, tức là nó phẳng ấy, thì cảm giác nó rất là mượt, nó bon lắm. Nói chung là cái chân này mình rất là ưng, rất là bon, ưng, hy vọng là nó sẽ bền, không giống cái vali kiểu lì lóc của mình kéo rụng vào chân. Hồi trước mình cũng đắn đo mãi xong, tức là hồi trước mình cũng đắn đo mãi là mua cái vali lóc cho rẻ, nhưng xong cuối cùng mình lại chốt mua con này, thì vì cái lóc lóc cũ nó rụng chân ra rồi, nên mình nghĩ là chắc thôi mua thử một cái nó xịn sò một tí. Cái hồi mà mình mua cái vali trước ấy, mình đắn đo mãi, mình nghĩ là vì nó đắt quá, xong là sau mình mua thì mình thấy là cũng đáng tiền. Con vali này mình nghĩ là sẽ giống như con vali trước của mình, nó cũng sẽ dùng rất là bền. Một cái mà mình vừa nói lúc nãy mà mình dừng lại, đó là cái tay kéo. Thì như cái tay kéo của cái vali trước thì mình dùng được mấy năm, mình đi rất nhiều rồi, thì cái tay này nó rất là chắc, nhưng mà riêng cái con này, con vali doanh nhân mới này thì nó lại không chắc, nó đang lung lay, mọi người nhìn nhá, nó cứ lục liệng này, nhìn chưa, nó có một độ dơ nhất định. Nói chung là nó cũng không phải là điểm trừ lớn, nhưng mà mình cảm rất là nó bị lỏng lẻo và nó không xịn ấy. Tất cả mọi thứ đều, con này đều ok nhá. Cái chất liệu ở đằng trước này là bằng sờ giống như vải, mình không biết có phải hẳn là vải không, nhưng sờ giống như vải, rất là xịn nhá. Cái vỏ này thì làm bằng nhựa polycarbonate, rất là bền rồi. Mình cào rất là nhiều lần mà nó cũng xước, nhưng mà nó không kiểu là nhìn nó trông kinh quá ấy. Nó khá là bền, phải quăng quật lắm mới bị như thế. Cái chỗ này thì chỗ bánh xe này, phần bánh xe cũng rất ưng, quay rất là mượt. Thế nhưng mà riêng có đúng cái chỗ điểm này là cái quay này nó hơi bị dơ thôi. Thì nếu mọi người chấp nhận được cái này, ok, thì cái vali này không còn gì để chê nữa cả. Thì mọi người mà thấy cái vali này ok, sắp tới mà hết dịch thì mọi người muốn đi du lịch mà muốn chọn vali cho mình thì cũng có thể chọn cái này. Hồi trước mình có đăng cái này lên thì mọi người rất là thích vì thấy cái vali đẹp quá ấy, mọi người cứ hỏi mãi. Thì hôm nay mình mới review cho mọi người được. Hy vọng thời gian tới đây sẽ là một lựa chọn để mọi người có thể tin tưởng để đi du lịch, đồng hành cùng mọi người đi du lịch. Ok, video này mình sẽ xin kết thúc ở đây nhá. Mọi người mà có comment gì hay có ý kiến gì hay có tham khảo về gì thì cứ comment bên dưới mình sẽ trả lời nhá. Mọi người nhớ like, subscribe cho mình để mình được 1.000 sub để mình bật kiếm tiền. Ok, cảm ơn mọi người xem hết video. Hẹn lại video sau. Bye bye.